Theo định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về phát triển cầu thủ trẻ, cũng giống như lần tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 vừa qua, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự ưu tiên cho các cầu thủ thuộc lứa U20 nhằm gia tăng cơ hội thi đấu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cho lớp kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tuy nhiên, do khá nhiều cầu thủ thuộc diện Olympic đang thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 và những ràng buộc trong quy định của ban tổ chức ASEAN 19 về việc đăng ký danh sách sơ bộ, mỗi đội được đăng ký tối đa 30 cầu thủ và phải gửi trước 4 tháng, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không có nhiều sự lựa chọn mở rộng đội hình như trường hợp của Nguyễn Minh Quang, người chơi rất xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua nhưng không thể tham dự ASEAN do không có tên trong danh sách sơ bộ đã đăng ký với ban tổ chức ASEAN cách đây 4 tháng theo quy định. Đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có một nửa lực lượng tham gia giai đoạn đầu của đợt tập huấn tại Hà Nội, vì phần lớn đội hình sẽ chỉ hồi quân sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2023 vào ngày 12 tháng 9. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chỉ có khoảng 4 ngày để tập luyện đầy đủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự ASEAN 19 vào ngày 16 tháng 9. Tại Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 2 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân vào ngày 19 tháng 9.